Rồi, mến chào tất cả các bạn. Địa bàn hôm nay mình đến là huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, tại vườn kiểng của anh Thanh Nhị để quay một số phôi mai cho anh em mình giao lưu. Nay anh Thanh Nhị quay cái lô này, phôi có tàn có nghe các bạn. Rồi, cũng khá đẹp đẹp nghe các bạn. Rồi. Rồi, chào anh Nhị ơi. Mến chào anh và mến chào các bạn. Hôm nay thì Thanh Nhị cũng hẹn gặp lại các bạn và cùng các bạn giao lưu số lô mai đẹp. Giá hữu nghị các bạn xem khảo và giao lưu ủng hộ cùng Thanh Nhị ha. Rồi. Số điện thoại là 0986001230, số giao lưu quý vị luôn. Rồi. Đầu tiên đây là lô C ha. Rồi, lô C. Về em dạo ý mai năm cánh thường. Rồi. Mai bình thường em. Rồi. Lô này lô C. Lô C. Rồi muốn cho mau thì tôi cũng đo sẵn rồi ha, cho nó mau ha. Rồi. Rồi cái lô này lô C rồi. Đây này là đế đẹp của nở ha. Rồi. Vậy cái là mở mở thứ dây nên từ cái dây nữa. Đây này cũng nổi sùi da cốc nha các bạn. Rồi thử cây đầu tiên ha. Cây này bộ đế là tới 35 rồi các bạn ơi. Rồi. Mà tôi đo trên có 20 rồi nha. Rồi đo ở trên 20 ha. Tôi đo rồi. Ở trên không nghe cây nào tôi cũng đo chuyện hao khúc khúc trên, tôi không có đo dưới nha các bạn. Rồi. Này giá sao anh? Lô này là đồng giá 800. Rồi, 8 sống bao xếp trên toàn quốc. 800k bao sống bao xếp luôn. Cây này đầu tiên là cây 1C. Rồi, 1C. Hoành 20 cao 30. Hoành 20 cao 30. Rồi, đó. Số xếp toàn quốc ha. Rồi, đổi phôi nè. Số điện thoại của anh Thanh Nhị để cho màn hình nha các bạn. Cây này là cây 2C nha. 2C. Cũ của nó là 28 mà tôi đo có 21. Rồi. Tôi đo chỗ này nha các bạn. Và 21 cao 30. Rồi, đổ phôi. Nó đế rất đẹp các bạn. Rồi, bao sóng bao xếp cho anh em mình luôn nha. Rồi. Cái này là hoành 24 cao 40, cây 3C. Cây 3C. Đế đẹp. Hoành 24 cao 40. Hoành 24 cao 40 ha. Rồi, đế đẹp nha các bạn. Rồi. 3C. Đồng giá 800k các bạn xem giao lưu ủng hộ cùng Thanh Nhị ha. Rồi, đổi phôi. Rồi, đổi phôi. Rồi cây này là cây 5C. 5C. 4C anh Nhị ơi. 4C. Rồi, để xe bộ đế coi nha. Hoành 22 cao 70, bộ đế rất đẹp các bạn. Hoành 22 cao 70. Nó bộ đế là kích đeo nha các bạn. Bộ đế kích đeo ha. Rồi. 800k đồng giá luôn. 800k đồng giá bao sống xếp lên tàu quốc luôn. Rồi, đổi phôi. Rồi cái một cái mai dán nằm 5C ha. 5C. Dán nằm. Hoành 23 cao 30. Hoành 23 cao 30. Đế đẹp nha, đế nôm các bạn. Nó đế nôm xuống dán nằm là đế nôm xuống hết em. Rồi. Có 800k các bạn ơi, 36 con xếp toàn quốc luôn. Rồi, đổi phôi. Hoành 23 cao 30 đó nghe các bạn. Rồi. 26C. 26C. Rồi, cũng nở nở rồi nha. 21 cao 25. Rồi, cây một củ 30. Củ 30. Nó quá, cũng quá nở các bạn. Rồi. Rồi, sống xếp toàn quốc luôn ha. Đỡ phôi. Quá nở, đế quá đẹp rồi, đỡ phôi. Rồi, 7C. Rồi, 7C. Hoành 24 cao 30, đế. Hoành 24 cao 30. Đều lắm luôn các bạn. Hoành 24 cao 30 ha. Rồi, số điện thoại của anh Thanh Nhị để cho màn hình nha các bạn.
Cây nào tên gì cũng đo chuyện hết trơn ha, đo thử lại cái cho các bạn coi ha. Này là 25 chỗ này ha. Rồi. Rồi, đó coi. Rồi. Đây dán bài 8C. Dán bài 8C. Đế quái. Rồi. Hoành 21 cao 30 đế quái các bạn. Đó, một đế quái ha. Hoành 21 cao 30. 24 giờ nha. Rồi, các bạn xem giao lưu ủng hộ cùng Thanh Nhị, Thanh Nhị rất mong ơn. Rồi. Điện thoại là 0986001330 có để trên màn hình. Rồi, đó coi. Còn cây dán bay nữa các bạn. Rồi, 9C. Rồi, bộ đế quá đẹp luôn rồi nha. Quá đẹp luôn. Đầy đủ hết trơn. Nổi giờ cốc trơn. Con thú nằm luôn. Nổi giờ cốc luôn nè. Rồi. Hoành 21 cao 40. Hoành 21 cao 40. Rồi. Rồi. Bò sống xếp toàn quốc luôn rồi. Đó thôi. Rồi cây 10C. 10C. Hoành 24 cao 30. Để quả nở luôn các bạn ơi. Hoành 24 cao 30. Cũng củ bự nữa các bạn. Để 24 giờ. Các bạn xem giao lưu cùng Thanh Nhị ha. Rồi. Để coi. Cây 11C. 11C. Hoành 24 cao 40. Hoành 24 cao 40. Để quá đẹp các bạn ơi. Để 24 giờ quá đẹp luôn. Có 80 ca các bạn ơi, bao sống bao xếp lên toàn quốc luôn. Rồi. Cây dao tận nhà nha các bạn. Các bạn gọi điện thoại là cây dao tận nhà ha. Rồi. Cây đế nơm quá đẹp. Cây 12C. 12C. Đế nơm đẹp các bạn, quái thú ha. Hoành 24 cao 30. Rồi. Đồng giá 800k. Hoành 24 cao 30. Rồi, đó thôi. Rồi. Cây 13C. 13C. Hoành 21 cao 30. Ở dưới này hoành người cũ gần 30 luôn nha các bạn. Rồi. Cũ lớn nha các bạn. Hoành 21 cao 30 ha. Rồi. Rồi, đó thôi, tôi đo đo trên này nha. Rồi. Cây 14C. 14C. Hoành 22 cao 30. Hoành 22 cao 30. Đế đẹp quá các bạn ơi. Rồi. 800 ca các bạn. Rồi. C ha. Tới tới cây 15 trở lên là cây có tàn nha các bạn. 15 trở lên là cây có tàn. Rồi. Tàn đầy đủ nha các bạn. Rồi. Rồi cây 15C. 15C. Hoành 20. Hoành 20. Cao 130. Rồi cao 1m3. 800k. Các bạn. Rồi. Rồi đó thôi. Có 800k các bạn ơi, bao sống xếp toàn quốc luôn. Cái 16C. 16C. Quần 29. Quần 29. Cao 150. Cao 150, 150. 1m5 nha các bạn. Rồi. Rồi, cái này chắc to lộn mà anh Nhị ơi. Lấy cây thước dây qua đi. Rồi, hoành 19. Hoành 19. 19. 19 hay 29? Lấy cây thước dây đi. 19, dây mình chạy lấy cây thước dây đi. Anh em đợi chút nha, cáp ơi. Để thước dây qua lại lên. Cây ở đâu mà tới hoành tới 29 gì vậy? Anh em đợi chút thông cảm xíu nha anh em. Hoành 19 tại chắc bị lộn. Rồi.
Quận 21. Quận 21, 21 ghi chắc lên trên này là 19 trên này, trên trên này. Rồi. Rồi, C16. 50. C16C. Rồi. Rồi. Rồi đó coi. C17 nha các bạn. C17C. 17C. Quận 20. Cao 100. Quận 20 cao 100. Đế đều chỉ cần có ha. Rồi. 800k các bạn ơi, xem ủng hộ cùng xem nha. Rồi đó coi. Rồi. Cái này là cái 18C. Rồi. Để khá. 20 cao 130. Để khá là đẹp nha các bạn. Để đẹp ha, chỉ cần đều ha. Rồi. Quận 20 cao 130. Rồi. Rồi, đỡ coi. Đế cũng đẹp thôi, chạy thân một cốt chia cành đẹp hơn các bạn, theo 19C ha. 19C. Nó chia cành đẹp ha. Thân đẹp luôn. Theo 19C. Rồi. Quận 21 cao 130. Quận 21 cao 130. Đế đều nha. Rồi, đổi phơi. Đế đều 36 chết toàn quốc luôn, có 800k bằng giá nha. Rồi, đổi phơi. Cây 20C. 20C. Quận 19 cao 120. Quận 19 cao 120. Cao 110, 110. Quận 19 cao 110, cây 20C. Rồi, quận 19 cao 1m1. Chỉ cần có đế đều em. Rồi. Rồi đó coi. Cây 21C. Rồi 21C. Đế này nè. Quận 22 cao 120, đế đều ha. Rồi. Đế đều. Quận 22 cao 120. Đế đều các bạn. Rồi. Đỡ phơi. Rồi, cây 22C. 22C. Đế đều nha các bạn, đế đều ha. Khi cần có. Quận 21 cao 120. Quận 21 cao 120. Cây 22C. Rồi. 800k đồng giá. Rồi. Đó coi. Cây 23C. 23C. Chỉ cần đầy đủ. Chỉ cần đẹp, đế đẹp luôn nha. Rồi. Như cần đẹp, đế đẹp luôn. Có 800k các bạn ơi. Rồi, cho thông số luôn đây. 800k cây gửi tới nhà luôn. Cho thông số này gì ơi. Quận 19 cao 130. Quận 19 cao 130. Đồng giá 800k bao sống xét luôn. Rồi. Rồi đó coi. Cây 24C, cây cuối clip các bạn. Rồi. 24C cuối clip đang chi đế đều ha. 24C cuối clip. Đế đều chi cạnh cũng đều ha. Đó, đế đều chi cạnh đều có 800k nha các bạn, bao sống và xếp lên toàn quốc luôn. Rồi. Các bạn xem ủng hộ cùng Thanh Dị ha. Số điện thoại của Thanh Dị là 0986001230. Rồi, cái cuối clip các bạn ơi. Thanh Dị cũng xin tạm biệt các bạn, chúc các bạn gặp nhiều thành công và thành đạt. Rồi Thanh Dị cũng hẹn gặp lại các bạn nhiều lần sau ha. Rồi cảm ơn Dị ơi. Rồi mình cũng xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Hẹn các bạn clip sau. Rồi xin mến chào và tạm biệt các bạn.